Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là 69 Gaming. Hello anh em, chào mừng em quay trở lại tiếp tục với tựa game Đảo Kho Báo. Ok, hôm nay thi lý thuyết ôn ngày ôn đêm thì cuối cùng cũng thi đậu anh em mà vô cái thực hành gớt anh em à. Lâu thiệt sự, đăng ký tốn tiền thi lại thực hành mấy căn, lên team đập lên xe, cái team đập này kia các kiểu gớt bà ảnh luôn anh em à. Đen thật sự. Và ok, bây giờ mình hôm nay mình sẽ tiếp tục review ạc của anh em, bạn Khang Kataga. Ok, để mình xem đỡ hiện tại bây giờ thì cũng lép 102 anh em à. San, OB San. Tên hay quen quen người ta. Ok thì bây giờ mình sẽ vô mình sẽ review ạc cho anh em xem đỡ và xem đỡ có gì chỉnh sửa hay không nha. Đầu tiên thì hiện tại bây giờ được kiếm khá là to anh em à, 5766T luôn. Hơi bị to anh em, to hơn mình gấp đôi mình luôn rồi. Hiện tại bây giờ thì để mà sao. Ôi trời, nó chưa mò lên bạc còn nhiều dưới nè. Trời, cái đống này mà xả là cũng hơi bị đuối nha. Nhiều đó là chắc phải xả cỡ mấy tiếng đồng hồ mới hết anh em à. 4-5 tiếng rồi mới hết. Dồn càng ngày càng nhiều. Bữa nay có nạp siêu cấp nè. Để xem nữ hiện tại giờ bạn đang top mấy. Đợt này không có xả bia. Hết chân bia rồi anh em à. Hết chân bia rồi. Đợt này không có xả bia để mà chơi, để xem nữ trong gương còn cái thùng bia này không đây. Còn 18 thùng bia anh em à. Chiêu mộ lên bạc cũng khá là nhiều nhưng mà không xả. Chắc là lười anh em nhìn. Mình nhìn mình còn giỏi nữa mà. Trời ơi, hiện tại bây giờ đang là VIP 10 anh em à. Hiện tại bây giờ đang là VIP 10. Sự kiện này còn 11 tiếng là sẽ kết thúc rồi anh em à. Top 1 bên kia Renwi. Renwi. Đây, Susu, Lost, Zombie. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ xem thử. Đầu tiên thì mình sẽ soi cái Thiên Thư đi, còn cái đấu trường xíu mình sẽ soi sau. Với cái tầm lực chiến này chắc là cũng không biết là ở bên đây có top 1 hay không. Để xíu mình soi thử. Thiên Thư, Hải Quân hiện tại bây giờ 60, 77 và 40. Khá là VIP anh em. Đây, khá là VIP nè. Cường quá, để mình xem thử. Ở cái tầm này tới 54.500 cái cổ ngọc mới thấy là cường quá tiếp được, đột phá tiếp được anh em à. Có cường quá chứ cường quá. Trời. San 4 sao. Đây hiện tại giờ lên được cái bậc 11 anh em, bậc tím. Hiện tại giờ chắc là đang sử dụng Ineo với lại A quá anh em. Không sử dụng Nami God hả? San. Chắc là có Sengoku á, chắc là có Sengoku anh em à. Để mình xem thử bên cách mạng, xem thử hiện tại giờ cũng full sao hết bên cách mạng rồi. Rồi, Hải Quân nè, Sengoku nó mất tiêu ta. Ủa, không có Sengoku anh em à, không có Sengoku luôn. Ủa vậy tem này sử dụng đội hình gì ta? Đội hình gì đây? Sanji nè, gâu trắng. Sử dụng gâu trắng nhưng không có sử dụng con Nami God. Ôi, sử dụng gâu trắng mày nó hơi bị thọt rồi anh em. Sử dụng gâu trắng ta. Mấy con Nami God vô để nó trừ sĩ khí bên kia. Gâu trắng hiện tại giờ đem đi tăng cơ này kia các kiểu cũng được. Ôi trời, skin gâu trắng VIP luôn mới ghê chứ anh em. Hiện tại giờ thì gâu trắng mới chuyển sinh được có cộng 13 anh em à. Đây, sao chuyển sinh tiếp ta. Trời, đồ đạc này kia cũng còn khá là nhiều nè. Chuyển sinh lên tiếp luôn, nâng cấp lên luôn. Hiện tại giờ chắc là chưa chuyển sinh lên được 16 á. Lên được 16 rồi nữa. Đấy. Wow. Còn dư khá là nhiều đồ mà sao không chuyển sinh ta? Khi mà họ do dự. Sanji nè, 16 nè. Và tôi sẽ không bao giờ làm. Đây, xanh tóc đỏ cũng 16 luôn. Hay nó mất tiêu rồi ta. Hay. Chúng ta phải 16 luôn, Ineo 14. Sợ hãi chính là Chúa. Không chuyển sinh cho Ineo lên luôn. Hiện tại thì giờ đã tinh luyện với lại hồn đang sao tướng còn khá là nhiều anh em à. Đây, còn rất là nhiều. Đây, dư sức có thể là chuyển sinh, có thể là up full cấp lên luôn rồi. Đó, thăng cấp lên. Trời ơi. Full này, lên 16 anh em à. Đó, đội hình cũng khá là ngon anh em ơi. Bên cái trận pháp, mình soi lại cái trận pháp rồi. Trận pháp hiện tại thì bây giờ là 278 ngọc. 30 cũng hết nè. Có mấy cái viên này chưa? Tỳ Hu, Thanh Hổ, Phong Lan là 12, Từ Lăng 24. Ồ, bên này cũng được khá là nhiều nhưng mà chưa full em. Sát thủ Thiện Xạ, Tiên Phong. Tiên Phong hiện tại giờ đang sử dụng gâu trắng thì anh em up cái này lên sẽ lên được chiến.
Nhưng mình thì mình chắc là mình sẽ không sử dụng con gâu trắng nên mình không sử dụng gâu trắng đâu. Để giữ sử dụng Navigot thì sẽ ngon hơn. Cái này có là ốp mình nữa ta. À, đây, tiên phong nè. Sao lại sử dụng gâu trắng ta? Mặc dù là không ốp ngọc chắc là chuyển qua chơi cho vui đó nè. Đây, không ốp ngọc là này lên. Đấy, này của mấy con tiên phong thôi. Buồn thật sự anh em à. Trời ơi, còn xíu nữa thôi là có thể là về đích được đây. Tự nhiên quốc một phát, hết điểm luôn. Xong phim, gớt luôn, về luôn. Đóng tiền thi lại luôn anh em à. Gầu, gầu hết sức. Ê, bây giờ mình sẽ tập trung review ạc anh em thôi. Mặc dù buồn thì buồn nhưng mà vẫn review, vẫn ra video đều đều cho mấy anh em xem. Gớt thôi anh em, gớt thi lại thôi, có gì đâu, chuyện nhỏ. Hơi tốn thời gian xíu anh em, hơi tốn thời gian xíu. Hình lý thuyết nó thi đậu anh em, gớt lý thuyết cái nữa chắc cắn lưỡi luôn quá. Trà đậu lý thuyết đợt sau sẽ không cần phải thi lại lý thuyết anh em à. Đợt sau thì mình chỉ cần thi lại cái thực hành thôi. Rồi ok. Buồn thiệt sự. Sợ nhất là cái lý thuyết, ai ngờ đâu lý thuyết đậu mà lại gớt thực hành. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ soi thử ở trong cái đấu trường xem thử như thế nào đây. Hiện tại bây giờ là top 1 đấu trường. Ôi. Wow, mấy cái top kia xa xa toàn là lực chiến, toàn là MB không à nè. Trời ơi, top 4 380B rồi anh em à. Xa, hơi xa à. Top 3 với lại top 2 rồi ta. Top 2 hiện tại bây giờ là 211B rồi anh em à. Khoảng cách cực kỳ xa. HT Zogo, ủa HT Zogo sao mình thấy quen quen vậy ta. Lực chiến cách nhau hơi bị xa nha anh em. Xa, quá xa luôn anh em à. Xa, không thể nào mà xa được hơn nữa. Xa đến 574T này mà xa cách nhau đến 574T luôn. Rồi ok, solo thử nhẹ nhàng cái thử xem sao. Đây để mình bỏ con A ra cho anh em xem nè. Nếu mà trong team không có con A đam chính thì sẽ rất là khó đánh. Để mình đánh cho anh em xem. Quý là quý là anh ta. Wow, kinh khủng chứ người ta. Mấy trận B mà kinh khủng luôn anh em ạ, cực căng luôn nè. Ui bỏ anh em thấy không, bỏ con A ra thua luôn anh em ạ. Bỏ con A ra thua luôn. Bây giờ sẽ bỏ con A vô cho anh em xem. A trốn đâu mất tiêu rồi. Mặc dù là san tóc đỏ này kia các kiểu, bỏ con A ra thua luôn anh em ạ. Bỏ con A ra thua ngay và luôn luôn. Đấy, cực kỳ dễ dàng, cực kỳ dễ. Không, tầm quan trọng của ngay trong đội hình là phải nói là cực kỳ biết bốn con kia là nói chung là đem vô hỗ trợ cho vui đó anh em, đem vô hỗ trợ cho vui thôi chứ anh em mà mắc con A đó là coi như là thua, chắc chắn thua. Với lại là hiện tại giờ thì cũng không có sử dụng con gâu trắng anh em à, không có nên sử dụng gâu trắng đâu, nên sử dụng con Navigot này sẽ ngon hơn. Trời ơi, san tự nhiên đeo trái quỷ này ta, để xem được có trái gogo hay không. Không có trái gogo luôn, không có trái ớt luôn anh em à. Sử dụng trái Mega gây thêm sát thương bằng 5% máu tối đa kẻ địch. Đòn đánh thường á, đòn đánh thường của tướng. Với lại con sa nóc đỏ này chủ yếu là vô hỗ trợ chính anh em, chủ yếu là hỗ trợ chính cho nên là lấy cái trái quỷ Akenu cũng được, trái ớt của Akenu cũng được anh em à. Đây sử dụng trái ớt Akenu đi. Hồi công, xác suất né, tốc độ công với lại bị không giảm sĩ khí, ok. Ok rồi anh em à, kiếm sĩ công vật lý, công vật lý HP. Ok, giảm sát thương phải nhận. Ủa cái viên này sao nó thấp vậy ta. Ủa à, mình thay nhầm viên. Đây giảm sát thương phép phải nhận 14% nè. Nãy sao gắn cái viên thuốc ở bên dưới này nó có mấy phần trăm anh em à. Rồi ok, để mình qua con tiếp theo. Sanji. Sanji, trời ơi. Ai tự nhiên lên bộ bạch kim mà lên có một món vậy nè. Lên có một món vậy nó đâu có được, nó đâu có cộng hưởng được đâu. Nó bị mất đi cái dòng cộng hưởng kia. Nhưng mà được cái này của bộ cũ vẫn còn cộng hưởng này anh em à. Nó vẫn còn cộng hưởng này, được cái là nó chỉ bị mất đi cái cộng hưởng này. Đây, cộng hưởng đỏ. Đỏ. Ba món bạch kim nó vẫn tính chung hết ta. Nếp 40 rồi anh em. Ủa, này 120, 40. À, nó vẫn tính chung luôn em à. Bạch kim với đầy đỏ, ok vậy ta.
trang bị đỏ ít nhất cường quá 4 lớp 50. Ở kỳ vậy ta, nó vẫn cộng á, bạch kim với lại đồ kia thì nó cũng vẫn cộng anh em à, nó vẫn còn cộng hưởng, nhưng mà nó bị mắc gì cái dòng cuối này thôi. Thì người ta hai cái này nó vẫn cộng cộng hưởng chung với nhau. Ồ, lần đầu tiên mình để ý cái vụ này luôn anh em. Mình tưởng đâu là khi mà anh em lên lỡ cỡ thì nó sẽ mất đi cái dòng cộng hưởng, nhưng mà nó vẫn còn cộng nè. Đây, thuộc tính hiện tại bây giờ vẫn là level 40 nè. À, con Sanji khi mà anh em có cái bộ trang bị có con xanh tóc đỏ trong cái đội hình thì không nên sử dụng cái trái quỷ đó nữa đâu. Một là sử dụng cái lon, còn hai là sử dụng cái trái ớt đi. Trái ớt nó sẽ ngon hơn. Con vật lý sát thương, sát thương bạo kích kháng bạo giảm sát thương phải nhận. Rồi ok. Gâu trắng. Ôi, gâu trắng này sử dụng trái này nữa anh em à. Gia đình là kho báu lớn nhất. Ôi, gỡ ra thì nó sẽ bị mất đi lực chiến khá là nhiều á. Và hiện tại thì đó, mất đi cũng khá là nhiều nha anh em. Hiện tại thì không còn cái trái nào để mà thay thế vô. Không có trái Google nữa cho người ta. Nãy giờ mình để ý như là không thấy trái Google mà anh em à. Kỳ vậy. Trên thốc tóm này kia nó cũng có trái Google của con Inel mà ta. Sao ở đây mình không thấy trái. À đây. Inel đang sử dụng trái Google với lại A đang sử dụng trái Google, có hai trái anh em à, có hai trái thôi. Đây, kệ tạm thời đeo đỡ cái này vô đi. Rồi, trang bị gâu trắng đang sử dụng cho con gâu trắng luôn. Đi công giảm sĩ khí kháng bạo của. Lấy kháng bạo gì ta? Lấy dòng né mình nghĩ nó sẽ ngon hơn. Mình nghĩ là lấy dòng né sẽ ngon hơn. Đó, giờ dòng né có bên dưới nè. Kháng bạo, tốc độ công. Lấy dòng biển này không có dòng tốc độ công rồi nè. Mất tiêu ta. Đây. Không có dòng tốc độ công. Lấy cái nghĩ là lấy cái dòng tốc độ công sẽ ngon hơn. Không biết còn đủ đá hay không anh em à. HP tối đa. Tốc độ di chuyển tướng. Không ra dòng tốc độ công ta. Đây, tốc độ công. Đó, ok. Mình nghĩ là mình tất nhiên phải lấy dòng tốc độ công để cho nó quýnh ra đòn nhanh nhanh xíu để nó hồi công rồi nữa nè. Lấy dòng kháng bạo đó không ngon bằng. Ủa. À, mình quên, mình chưa có click chọn. Hôm nay buồn ấy, nên là tâm trạng nó cũng không được vui cho lắm, cho nên là không có tóc hài lại anh em được. Không có nói gì vui vui cho anh em nghe được. Ok. Ai, tiếp tục review ad của bạn Khang thôi. Khang Kata chết rồi luôn anh em à. Trời ơi, khúc cuối rồi anh em à, khúc cuối rồi vậy mà còn click nhầm nó mới ghê chứ anh em. Gầu hết sức gầu gì đó trời ơi là trời ơi. Bữa nay làm gì mà chặt ruột chứ ta. Này hả, có vẻ nhìn nó hơi đen anh em. Bữa nay có vẻ như hôm nay là hơi đen một xíu. Không có được may mắn như lắm nha anh em. Đây, anh em có thể là xem nữ cách đúc dòng. Có một số anh em hỏi mình là cái hình xăm khi mà đúc lộ khi mà giám định xong á, nó không có ra đúng cái dòng của con tướng xạ thủ thì phải làm sao. Ok, thì anh em vô đây, vô chú Linh nè. Anh em giám định xong nó sẽ có cái chú Linh này. Anh em click vô cái dòng mà anh em muốn tẩy. Đó, anh em chọn vô tẩy lại. Hoặc là anh em sử dụng hình xăm 5 sao. Đây, sử dụng hình xăm 5 sao, bỏ hình xăm 5 sao vô đây. Rồi anh em click vô cái chữ chú Linh này thì nó sẽ cho anh em chọn lại mấy cái dòng. Đó, còn anh em nếu mà không có hình xăm 5 sao, anh em sử dụng trăm ngọc để anh em tẩy lại chừng nào cho tới khi ra được cái dòng ưng ý thôi. Cứ mỗi lần vậy sẽ tốn trăm ngọc rồi đó anh em. Trăm ngọc làm tới. Tốc độ công đầy đủ hết đây. Rồi ok, xong. Có cái áo hơi sai xíu anh em à. Katakuri đó. 2, 4, 6, 7 và hiện tại giờ đã xác định được cộng 2 rồi anh em. Katakuri cũng trâu dữ lắm nha. Chúng ta phải mình cầm Kata để mà đi đánh này kia các kiểu á. Nhìn em cũng để xe cũng thấy là nó cũng cực kỳ ngon. Bộ trang bị gâu trắng hiện tại giờ đang đeo trên gâu trắng 242.390. Chúng ta phải sống một cuộc sống không hối tiếc. Đam nó to hơn so với cái vũ khí của con A anh em. Mình nghĩ nếu mà được thì đem cái bộ trang bị kia qua cho con 310 giảm sát thương phải nhận 310. Không mặc ý 310 để mình xem lại cái bộ trang bị gấu trắng nó ngon hơn không. 90 à. Đây, tăng sát thương một ý thêm có 90% anh em. Lên bạch kim thì sẽ ngon hơn. Đây. Thôi, trong ấy đeo bộ này sẽ ngon, có vẻ như nó ngon hơn anh em.
Sát thương bạo kích, sát sức né, tốc độ công với lại hồi công. Rồi ok. Sát thương bạo kích, tốc độ công. Rồi ngon lành củ hành anh em, đâu còn gì để chỉnh nữa đâu. Không còn gì để chỉnh anh em à. Arte Zogo nè, Kin nè. Để mình solo với lại mấy anh em nào, anh em nào lực chiến xem không. 3783 1741 1762. À có bạn này 6 nè anh em à, 6T nè. Để mình solo thử xem sao. Cái đội hình các bạn này hiện tại giờ đang sử dụng con gâu trắng, có vẻ như là nó hơi sẽ hơi thọt hơn xíu anh em. Con gâu trắng nãy mình quên xem tỷ lệ nó mới đầu nó hồi chịu tí bao nhiêu điểm thôi nè. Wow. Ngon rồi ta. Quá đỉnh luôn. Win luôn anh em à, win 6k luôn. Con gâu trắng thì mình nhớ không lầm thì cái tốc độ hồi sĩ khí của nó là nhanh lắm anh em à. Giờ mình soi lại thử xem thử là tốc độ hồi sĩ khí của em nó là bao nhiêu đây. Ta muốn gì ư? Với ta. Hồi sĩ khí có 50 anh em à. Hồi sĩ khí có 50 thôi. Không bằng ai à. Ai hồi sĩ khí tới 61 lần anh em à. Tính ra là còn ai nó hồi sĩ khí rồi, nó là cực nhanh luôn, hồi sĩ khí 18. Gia đình là hồi sĩ khí đối với ta. 9. Ta sẽ xử lý khu vực này. Còn các người có vấn đề gì không? 9 luôn. Lúc khi anh em úp bật lên nó sẽ có thêm cái dòng hồi sĩ khí nha anh em. Thì chắc là hôm nào mình làm cái ạc trắng rồi mình vô mình xem thử là võ văn tướng nó có tốc độ hồi sĩ khí nó như thế nào. Ủa đa số là 9 luôn ta. 9 thôi anh em à. 9 đều hết luôn à. Mihao Mihao cũng 9 luôn. Như con A thì mình thấy là cái mốc 61 là lúc nào nó cũng ở cái mốc 61 anh em à. Lúc nào nó cũng ở cái mốc 61 á. Đây, con A của mình như cũng là 61 anh em à. Cái này Inel 37 nè. Senji 42 à. Senji 42 anh em à. San tóc đỏ 47. Đó, rồi ok, khá là ngon. Đợt này không có đủ bia chế sự kiện thâu tóm em. Nói chung là của bạn Khang cũng khá là êm rồi, đâu còn gì phải chỉnh đâu. Nãy giờ có một số cái cần chỉnh là mình đã ấy xong hết rồi. Nói chung là thì không còn gì để chỉnh hết em à. Wow. Bên kia được thì trâu nên bên kia được sử dụng gâu trắng luôn nè. Mi heo bên kia cũng thì trâu à, hai bên nữa tầm cá bay lên trời nhiều lắm ta. Ở đây mặc dù có thằng San tóc đỏ, thằng Thánh này kia cái kiểu mà vẫn bị bay lên trời nè mà. Rồi ok, chắc là mình sẽ kết thúc ở đây thôi anh em. Hiện tại giờ nói chung là ạc của bạn Khang cũng không còn gì để mà chỉnh cho anh em xem nữa anh em à. Hiện tại giờ nói chung là cũng ok rồi, không còn gì để mà chỉnh nữa. Thì mình sẽ vẫn review ạc với mấy anh em nha. Anh em có gì inbox gửi cho mình thì mình từ từ mình sẽ làm tới cho anh em. Chắc là tự nhiên mình bấm vô đây mình chiêu mỗi x10 chi trời. Mất hết cái chiêu lên. Mình đang định đến con nông dân mà mình biết làm sao vô cái nhà hàng nó ghê đó nè. Rồi ok, nói chung là tâm trạng không được vui cho lắm anh em, là hơi buồn xíu cho nên là mình sẽ kết thúc ở đây thôi và hẹn gặp lại nếu video tiếp theo với tựa game đã có báo này. Và đừng quên cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực ra thêm nhiều video về cái tựa game cho anh em xem và cùng đón chờ xem cái tựa game Pokemon mới của nhà phát hành chính bay. Anh em nào mà chia xem cái video mình review mình chơi thử cái tựa game cho anh em thì có gì anh em xem ở video trước nha. Thì sắp tới thì nó qua Việt Nam mình sẽ có tiếng Việt cho anh em chơi và hiện tại giờ thì chỉ là tiếng Trung thôi. Tiếng qua thì anh em chứ chỉ có tiếng Việt. Vì vậy mà cũng hơi khó mò xíu. Mò nó hơi khó một chút thôi. Nhưng mà cũng nói chung là cũng khá là cách chơi nó cũng khá là giống với game Liên Minh Siêu Quậy kia, nói chung là cũng dễ chơi anh em à. Cũng khá là dễ chơi. Game nó cũng thu hút lắm anh em. Chơi nó cũng mê lắm, ghiền lắm. Rồi, ok thôi mình sẽ kết thúc ở đây thôi và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Cảm ơn anh em đã xem video của mình. Bye bye anh em.